Đấy. Đây là toàn bộ sản phẩm bên trong của nó. Nó chủ yếu là có cái đầu karaoke này là giá trị nhất, còn những cái phụ kiện này thì có AV, HDMI và cái anten thôi, cũng không có gì để nói nhiều. Rồi giờ cùng đi tới sản phẩm chính của chúng ta. Ok, đây là sản phẩm của Amnot. Cơ bản thì là màu trắng là chủ yếu và thiết kế cảm ứng liền mạch. Cái màn hình cảm ứng từ đây tới đây là 18.5 inch. Đây, nó sản phẩm chỉ có một màu duy nhất là như các bạn đang thấy, màu trắng và màu đồng. Đây là mặt dưới, mặt dưới là bằng nhựa, bên đây để ổ cứng mà những cái khai tải nhiệt. Rồi đây là cái cổng kết nối của nó, đây là cái nút nguồn đầu tiên, bấm vô để mở nguồn. Còn đây là những cái cổng kết nối của nó, cơ bản nó cũng giống như các cái đầu karaoke khác thôi, là có cổng con USB. USB có một cái cổng USB 3.0, đây là một cái điểm khác biệt của nó, cổng LAN, cổng HDMI và VGA. Thì công dụng của tính đi cổng này thì đầu tiên là cổng nguồn đi, thì để cắm nguồn đơn giản ha, nó sàn nguồn 12V, không có nguồn 220V, nguồn của nó phải qua cái bộ 22V. Cái này để cái điểm này để bạn anten để bắt sóng wifi cho nó mạnh hơn. Cổng VGA để mình xuất thêm một cái màn hình ra, màn hình khác ngoài màn hình chính là lên TV qua HDMI hoặc là lên cái máy chiếu. Thì cái VGA này là một cái tín hiệu phụ xuất ra để các bạn có thể nhìn được cái màn hình để hát karaoke. Tiếp tục đây là cái cổng âm thanh thôi, cái cổng AVGA hoặc là có thể xuất ra bằng optical hoặc là coaxial. Rồi cơ bản những cái cổng kết nối này là vậy. Còn cái cổng USB để mình cắm thiết bị USB có nguồn phát nhạc ngoài truyền vào hoặc là để dùng cho chức năng ghi âm ở mà chỉ riêng biệt cái dòng đầu karaoke này đang có, là sản phẩm có chức năng ghi âm